Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Bài truyết phục âm theo thánh do an. Chúa, Chúa Khi ấy Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng Không ai đến được với ta Nếu cha là đấng sai ta Không lôi kéo kẻ ấy Và ta, ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết trong sách các tiên tri có chép rằng mọi người sẽ được thiên chúa dạy bảo ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi thiên chúa mà ra đấng ấy đã thấy cha thật tớ bảo thật các ngươi ai tin vào ta thì có sự sống đời đời ta là bắn ban sự sống cha ông các ngươi đã ăn mana trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Đó là lời, Chúa. lời Chúa, đi tô, Chúa Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm Cảm thấy một sức mạnh thúc giục bên trong ta Để làm một việc gì đó Có thể là học một nghề hoặc tìm hiểu một người để chọn làm bạn đời hoặc kỳ nghỉ cuối tuần này chúng ta sẽ đi đâu hoặc trong những lúc mà chúng ta lo âu chúng ta muốn chia sẻ với ai và sau khi thực hiện chúng ta mới hiểu tại sao điều đó lại quan trọng tại sao chúng ta bị lôi cuốn vào để thực hiện thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em việc tìm kiếm chúa còn quan trọng hơn nữa cấp thiết hơn bất kỳ sự hấp dẫn lôi cuốn nào khác là tạo vật chúng ta bị thu hút bởi thiên chúa là đấng đã tạo dựng nên chúng ta và điều tuyệt vời mà Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết trong bài tin mừng ngày hôm nay Rằng chính Thiên Chúa Cha đang hoạt động trong chúng ta khi điều này xảy ra Không ai đến được với ta Nếu cha là đứng sai ta Không lôi kéo kẻ ấy Sự đói khát của ta lại chính là quà tặng của thiên chúa bản tính tự nhiên của chúng ta là sự khao khát và lôi kéo hướng về thiên chúa nhận thức được sự khao khát cũng chính là lúc mà chúng ta trải nghiệm được sự no thỏa trong chúa vậy chúng ta hãy cảm nhận niềm khao khát đó trong tâm hồn ta và ta ơn chúa vì ta được lôi kéo hướng về ngài muốn thế chúng ta hãy tập để biết lắng nghe tiếng chúa như chúa đã nói với đám đông dân chúng ai nghe và đón nhận giáo huấn của chúa cha thì sẽ đến với tôi Vậy thử hỏi Ngày hôm nay Chúa đang nói với ta như thế nào trong cuộc sống Giọng của Chúa nghe như thế nào đối với tôi Có rất nhiều giọng nói lôi kéo Kêu gọi sự chú ý của ta trong suốt ngày sống Thế mà giữa ồn ào náo động Giọng của nói của Chúa dường như đó là giọng nói nhỏ nhẹ thậm chí tĩnh lặng vô ngôn không lời trong sự yên lặng của con tim của tâm hồn và chính tâm hồn mới là nơi để chúng ta lắng nghe được tiếng nói của ngài chứ không phải là ở tâm trí và cũng chẳng phải là ở đôi tai giọng nói của ngài không đòi buộc mà lại sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi sự chú ý của ta giọng nói của ngài không nói gì khác ngoài tình yêu nhưng trái tim của ta lại át đi tiếng nói của ngài vì những giọng nói khác đang cất tiếng kêu vang ồn ào và xu hướng của ta lại nghe theo những giọng nói có âm lượng lớn nhất vì lầm tưởng rằng đó là những điều chắc chắn mà không kiên nhẫn để lắng nghe giọng nói thầm thì thậm chí với âm lượng nhỏ nhất kính thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em khi trưởng thành trong đời sống tâm linh người ta khám phá ra trong những tiếng kêu gọi lôi kéo sự chú ý của ta có thể được hệ thống thành ba loại tiếng nói của thế gian tiếng nói của tà thần và tiếng nói của thiên chúa chúng ta cần phải có thời gian để học hỏi cách phân biệt giữa những giọng nói này vì đây là điều rất quan trọng để chúng ta vượt qua những phức tạp trong cuộc sống hàng ngày một cách cụ thể chúng ta có thể thực hành chúng ta hãy thường xuyên trò chuyện về đức tin với một nhóm chia sẻ thân hữu chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những bài học hữu ích Thay vì chúng ta ngồi lê đôi mắt Nói hàn, nói xấu, buôn chuyện người khác Cũng như chúng ta chịu khó Thường xuyên gặp gỡ Trao đổi với một vị linh hướng Hoặc với cha giải tội Nhưng quan trọng nhất Việc lắng nghe tiếng Chúa Được học trong những giây phút cầu nguyện của cá nhân và chính lúc này khi mà con tim chúng ta tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ nói. Và một khi chúng ta đã lắng nghe được tiếng nói của Ngài thì chúng ta hãy hành động. Hãy làm những gì Ngài nói với chúng ta. Hãy noi gương Chúa Giêsu đứng đã làm theo ý muốn của Cha Ngài. Amen.